Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Thất bại, thất bại, cần bảo trì. Hãy sửa nó. Ôi, tội nghiệp bạn nhỏ. Bác sĩ Qua Qua sẵn sàng giúp đỡ. Bạn robot của nó chắc sẽ biến tớ thành một chiếc xúc xích mất. Bạn phải cứu nó. Nhưng bạn có làm được không? Tất nhiên là tớ có thể. Tớ là một bác sĩ robot rất rất giỏi. Để tớ xem. Tệ thật, nó đã vỡ thành từng mảnh rồi. Chúng ta cần phải sửa nó ngay. Hãy tìm các bộ phận của robot giao hàng. Đầu, pin, cánh tay, khung đế, micro, camera, phần thân, cảm biến lidar, chip. Qua Qua ơi, chúng ta đã tìm thấy tất cả các bộ phận rồi. Qua Qua lắp ráp robot. Khung đế giống như đôi chân, cho phép robot di chuyển. Điện cung cấp năng lượng. Chip giống như bộ não, cho phép robot hiểu được mệnh lệnh của con người. Bây giờ nó có thể giao đồ ăn cho tớ rồi. Với khung đế, robot có thể di chuyển. Đi đi. Vì sao nó có chân rồi nhưng vẫn không thể di chuyển? Mình biết rồi. Nó đói rồi. Nó sẽ đi được khi đã sạc đầy. Bây giờ, robot đã có chân và năng lượng. Chắc chắn bây giờ nó có thể giao đồ ăn rồi đấy. Tớ không biết phải đi đâu. Ôi trời. Việc này thì tớ không biết đâu nhé. Xin chào các bạn nhỏ. Wow. Chú có phải là bác sĩ robot siêu
đúng rồi, là tôi đây. Bác sĩ siêu phàm, hãy cứu robot. Có chân và năng lượng thôi vẫn chưa đủ. Các bạn phải nói cho robot biết cách di chuyển. Làm thế nào để cháu nói với nó? Chúng ta cần nhập lệnh. Ta-da! No. Bạn năm. Về lộ trình và cho robot biết cách đến đó. Đã nhận được lệnh, di chuyển ngay. Hãy nhìn xem, bây giờ robot có thể giao đồ ăn rồi. Bác sĩ siêu phàm, bác sĩ siêu phàm, bác sĩ thật tuyệt vời. Thảo nào cháu không thể sửa được robot này. Cháu nên bảo nó phải làm gì? Đúng rồi, có chân và năng lượng thôi vẫn chưa đủ. Nó phải tuân theo mệnh lệnh. Robot, hãy tưới nước cho cánh đồng hoa. Bắt đầu tưới nước. Những bông hoa nhỏ, chúng tớ đã tưới nước cho các bạn. Đã đến lúc hoa nhỏ, chúng tớ đã hết nước rồi. Hãy đổ đầy nước ngay. Những bông hoa nhỏ, chúng tớ đã tưới nước cho các bạn. Đã đến lúc lớn lên. Hết nước rồi. Hãy đổ đầy nước ngay. Hãy thu hoạch những bông hoa. Tìm tất cả các hòm kho báu và bạn sẽ nhận được một món quà bí ẩn. Tớ muốn nó. Tìm thấy rồi. Hãy trả lời đúng để mở hòm kho báu. Tại sao robot có thể đi được? Có một con người thực sự bên trong robot. Người ngoài hành tinh điều khiển robot. Con người điều khiển robot. Đúng rồi. Robot giống như những món đồ chơi biết vâng lời. Con người có thể điều khiển robot để làm được nhiều việc. Chúc mừng, bạn đã có một mảnh ghép. Tiếp tục nào. Tìm thấy rồi. Robot làm gì khi mệt? Ngủ một giấc ngon. Sạc pin. Ăn một bữa thịnh soạn. Đúng rồi. Robot có pin bên trong. Sau khi sạc pin, nó sẽ có năng lượng để làm việc. Chúc mừng, bạn đã có một mảnh ghép. Tiếp tục nào. Tìm thấy rồi. Đôi mắt của robot được làm bằng gì? Hạt thủy tinh. Camera. Ngôi sao phát sáng. Đúng rồi. Đôi mắt của robot được làm bằng camera. Các camera hoạt động như đôi mắt, cho phép robot nhìn thấy xung quanh. Tuyệt vời. Bạn đã có tất cả các mảnh ghép. Hãy ghép các mảnh lại với nhau. Qua qua ơi. Robot ngoan ngoãn, bạn có thể đi bộ và hát sao? Cuộc săn kho báu đã kết thúc. Hẹn gặp lại lần sau. Quạc quạc.